Một hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi vẫn đang tiến hóa. Với các lục địa vẫn tiếp tục dịch chuyển thay đổi, núi lửa phun trào và các dòng sông băng rút dần, lớp vỏ trái đất được hình thành nhanh chóng theo rất nhiều cách, để lại đằng sau một chuỗi những sự kiện địa chất kỳ lạ. Đây là câu chuyện về Hawaii, một ngọn núi đã liên tục biến đổi trong suốt 40 triệu năm và về nơi có một trong những ngọn núi lửa hoạt động dữ dội nhất trên thế giới. Ở địa điểm phong cảnh hùng vĩ này, các nhà khoa học đã truy tìm những manh mối về nguồn gốc của hòn đảo. Những manh mối sẽ mở ra một chương trình mới về quá trình hình thành của bản thân trái đất. Quá trình hình thành trái đất, quần đảo Hawaii. Hawaii, quần thể đảo tách biệt nhất thế giới, kéo dài hơn 2.000 km giữa biển Thái Bình Dương. Tám hòn đảo nhiệt đới này nằm trong số những tầng địa chất trẻ nhất trên trái đất. Những bãi biển đẹp mê hồn, những hẻm núi rộng lớn và ngọn núi lửa lớn nhất thế giới. Đây là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục. Những cuộc nghiên cứu về sự hình thành của Hawaii bắt đầu từ năm 1934. Nhà vật lý người Hà Lan Felix Mernes phát minh ra máy đo trọng lực, một cỗ máy phi thường cho phép các nhà khoa học lần đầu tiên có thể đo đạc chính xác trọng lực. Với những công nghệ hiện đại nhất, Mernes đã có thể tính toán được trọng lực tác dụng lên hòn đảo lớn này và sử dụng những thông tin này để xác định kích thước của nó. Kết quả của ông cho thấy hòn đảo này giống như một tảng băng trôi khổng lồ. Phần đầu của nó trổ lên trên mặt đại dương. Nhưng khi rút hết nước đi, kích cỡ thật của nó thật đáng kinh ngạc. Chiều cao của hòn đảo gấp 2 lần ngọn Everest và rộng lớn đến mức có thể đặt vừa 140 ngọn Everest vào trong. Nhà địa chất học Mike Poland đang lên đỉnh của núi Mauna Kea, điểm cao nhất trên hòn đảo, để thấy được sự rộng lớn của nó. Chúng ta đang đứng trên đỉnh núi lửa Mauna Kea. Đây là một đỉnh núi cao nhất thế giới với độ cao 4.200 mét so với mực nước biển. Nhưng nếu tính tới đáy đại dương, độ cao của nó lên tới 5.480 mét. Hòn đảo này là hòn đảo lớn nhất nước Mỹ và còn lớn hơn tất cả những hòn đảo còn lại thuộc khu vực này hợp vào với nhau. Các nhà khoa học rất mong muốn khám phá điều gì có thể tạo nên một vùng đất rộng lớn như vậy. 3.000 mét dưới đỉnh của Mauna Kea và hơn 100 km về phía nam, kẻ nghi can chính là đây. Ngọn núi lửa Kilauea hùng vĩ. Chúng tôi thích gọi nó là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới vì nó đã liên tục phun trào kể từ năm 1983 và nó đã tiếp diễn mọi ngày và dường như không ngừng kể từ thời điểm đó. Kể từ đầu năm 2008, nó dường như càng hoạt động mạnh hơn. Giờ chúng ta đang thấy nó còn hoạt động vào mùa hè và như thế, nó hoạt động mạnh hơn gấp 2 lần ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới. Nhưng ngọn núi lửa này rất khó lường. Dù miệng núi lửa chính không còn phun ra dung nham nữa, khoảng 16 km về phía nam là một miệng núi lửa đang phun trào. Trong 25 năm qua, nham thạch đã chảy từ miệng này xuống sườn núi mà không có dấu hiệu dừng lại. Nhà cửa, thành phố, rừng rậm đều bị tàn phá bởi dòng nham thạch nóng bỏng. Với mỗi một dòng chảy mới, hết lớp dung nham này đến lớp dung nham khác, góp phần tạo nên một bề mặt đen tuyền, bao phủ toàn bộ hòn đảo bằng đá của núi lửa. Liệu có phải cả hòn đảo lớn này được tạo nên hoàn toàn bởi nham thạch không? Các chuyên gia cần tính được chính xác lượng nham thạch do núi lửa Kilauea phun trào. Những manh mối đầu tiên có thể tìm thấy trên khắp xung quanh núi lửa. Bắt chặt trong những tảng đá là những tinh thể màu vàng. Đây là những tinh thể lưu huỳnh, và điều đó cho các nhà khoa học biết rằng núi lửa Kilauea đã tỏa ra một lượng khí sulfur dioxide rất lớn. Để biết được ngọn núi lửa đã phát ra một lượng khí là bao nhiêu, các nhà nghiên cứu đã thường xuyên thực hiện công tác đo đạc.
Lượng khí SO2 đã lấy được từ đá magma có liên quan trực tiếp đến lượng magma cho mỗi lần dung nham phun trào. Chính vì vậy, khi đo được khối lượng của khí SO2, chúng ta có thể sử dụng những con số đó để tính toán lượng dung nham đã phun trào. Những mẫu này đã cho thấy một kết quả đáng kinh ngạc. Kilauea có thể phun ra gần 100 triệu mét khối dung nham trong một năm, nhiều hơn bất cứ một ngọn núi lửa nào khác trên thế giới. Nhưng không phải toàn bộ lượng dung nham này chảy xuống bề mặt. Vậy phần còn lại đã đi đâu? Các nhà địa chất đã quyết định mạo hiểm khám phá phía dưới mặt đất và phía trong của những ngọn núi lửa để tìm hiểu. Kéo dài 1.200 mét trong bóng tối là một đường hầm lạ thường, giống như một đường hầm tàu điện ngầm. Nhưng đó không phải là do con người tạo ra. Đó là một phần của một mạng lưới đường hầm rộng lớn đang nắm giữ câu trả lời của quá trình luân chuyển của lượng dung nham xung quanh hòn đảo. Chúng ta đang đứng trong đường hầm nham thạch trong công viên quốc gia Hawaii. Đường hầm nham thạch này là một trong những ống dẫn nham thạch chính. Nó chảy từ đỉnh núi Kilauea ra biển trong những lần phun trào bắt đầu cách đây khoảng 500 năm. Khi đường hầm này được hình thành, bạn sẽ có một tuyến đường hầm nham thạch dưới lòng đất. Chính vì vậy, tuyến đường hầm này có thể đã có từ rất lâu và là một hệ thống dòng chảy nham thạch rất hiệu quả. Nham thạch rất nóng. Nó nung chảy con kênh thành đá phía bên dưới. Đoạn phim quay nhanh này cho thấy dòng chảy vẫn tiếp tục chảy ra bên ngoài. Nó nguội dần rồi xếp chồng lên nhau. Quá trình này hình thành lớp bề mặt ở dưới cùng mà dòng dung nham tiếp tục chảy qua. Nhưng đường hầm này có thể chứa được lượng dung nham là bao nhiêu? Trở lại với bề mặt, tiến sĩ Ken Hone đang rà soát cẩn thận vùng nham thạch để tìm ra một đường hầm đang hoạt động. Chỉ cách dưới chân vài cm cũng có thể có đường hầm của dòng dung nham nóng đến 1.000 độ C. Tiến sĩ Hone đang tìm một cái ô như thế này, một cửa sổ trên trần hầm. Chúng có thể xuất hiện và đã biến mất. Đây chính là dấu hiệu rõ ràng của một đường hầm dung nham. Bạn có thể nhìn thấy dung nham nóng rực trong đường hầm. Nó rộng vào khoảng 3 mét đến 4,5 mét và sâu khoảng 1,5 mét. Và nhiệt độ của nó vào khoảng 1.000 độ C và nóng rực như mặt trời. Những đường hầm này cách ly và giữ nhiệt cho dòng dung nham để chúng không bị nguội đi và biến thành những tảng đá rắn và giúp chúng di chuyển nhanh hơn và xa hơn so với dòng dung nham trên bề mặt. Vật chất chúng ta nhìn thấy ở đây chạy với vận tốc khoảng 5 mét, khối nham thạch mỗi giây vào hầm dung nham bên dưới nó. Nó tương đương với khối lượng một chiếc xe tải chở rác dung nham đổ vào sau mỗi 2 giây. Ví dụ, bạn đang đứng trên đường cao tốc, bạn sẽ thấy những đoàn xe tải chở một khối lượng vật chất lớn nối đuôi nhau, cứ thế đi qua trước mặt. Hàng trăm đoàn xe đó đi khắp hòn đảo đưa dòng dung nham luân chuyển gần 50 km dưới lòng đất cho tới khi chúng tới được điểm cuối cùng của mình, đại dương. Và khi dòng nham thạch 1.000 độ C gặp nước biển, kết quả thật ngoạn mục. Phản ứng này chính là nguyên nhân hình thành nên hòn đảo khổng lồ và nó vẫn đang tiếp tục phát triển. Khi dòng dung nham gặp đại dương, nhiệt độ của nó vô cùng nóng. Nó văng tung tóe thành rất nhiều mảnh nhỏ và để lại rất nhiều những cát đen. Tầng tầng lớp lớp cát đen dần dần bồi đắp lên đáy đại dương cho tới khi hình thành nên một bãi biển mới. Nham thạch mới trên bề mặt chảy dọc bãi biển, nguội dần để tạo nên những mảnh đất vững chắc mới trên nền cát. Hòn đảo lớn này được tạo nên bởi những đống cuội nhỏ. Chúng ta đang quan sát quá trình hình thành và phát triển của đảo Hawaii.
Hòn đảo này là vùng đất phát triển nhanh nhất trên trái đất vì dung nham trên núi Kilauea. Có thể bao phủ thêm một diện tích bề mặt tương đương với 20 sân bóng mỗi năm, ngoài diện tích khổng lồ như hiện tại, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Cần thêm rất nhiều nham thạch nữa để làm nên hòn đảo này. Vậy lượng nham thạch đó xuất phát từ đâu? Manh mối nằm trên chính vùng đất này, trong khi Kilauea chỉ tạo ra một phần của hòn đảo. Bốn cấu trúc lớn còn lại đã góp phần tạo nên toàn bộ phong cảnh như hiện nay. Vài triệu năm trước, không hề có một hòn đảo Hawaii lớn nào. Nó bắt đầu từ một hòn đảo rất nhỏ. Đó là núi lửa Kohala nổi lên khỏi đại dương. Sau đó, thêm nhiều núi lửa nổi lên. Mauna Kea và Hualalai tiếp tục tạo nên những hòn núi to lớn. Mauna Loa là ngọn núi lửa tiếp theo và cuối cùng. Kilauea là ngọn núi lửa trẻ nhất. Qua nhiều năm, nham thạch từ năm ngọn núi này đã dần dần tạo nên hòn đảo lớn này từ đáy đại dương. Hòn đảo lớn nhất của nước Mỹ là một tấm thảm lớn từ đá của núi lửa. Bí ẩn về quá trình hình thành đảo Hawaii đã dần dần được hé lộ khi các bằng chứng hiện ra từ các núi lửa. Những thí nghiệm từ năm 1980 tiết lộ rằng hòn đảo lớn này là một cấu trúc rộng lớn kéo dài tới hơn 5 km sâu dưới đáy biển. Kết quả từ việc đo đạc khí SO2 cho thấy núi lửa Kilauea phun trào một lượng nham thạch lớn hơn bất cứ ngọn núi lửa nào khác trên trái đất. Cảnh quan của hòn đảo cho thấy hòn đảo này được tạo nên từ 5 ngọn núi lửa. Đảo Hawaii là một vùng đất hoang vu được thống trị bởi sự hủy diệt của lửa. Nhưng nguồn năng lượng nào trên trái đất có thể tạo nên một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất trên thế giới ở ngay giữa Thái Bình Dương và cách vùng đất liền gần nhất tới hơn 3.000 km. Tại Hawaii, còn rất nhiều những bằng chứng về hoạt động của núi lửa trong quá khứ. 8 hòn đảo được hình thành bởi 15 ngọn núi lửa lớn. Molokai chiếm 2 ngọn núi. Hòn đảo lớn này chiếm lĩnh bởi Mauna Loa và Honolulu, một thành phố đồng đúc bao quanh miệng núi lửa Diamond Head. Các nhà địa chất đã khám phá ra rằng hòn đảo lớn này được tạo nên bởi 5 ngọn núi lửa. Giờ họ muốn biết tại sao lại tồn tại những hiện tượng như vậy. Cách đó hơn 10.000 km, trên đất nước vạn đảo Indonesia, là ngọn núi lửa Krakatoa. Kể từ khi nó phun trào vào năm 1883, các nhà khoa học đã cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của ngọn núi lửa. Các chuyên gia đã đặt tất cả những ngọn núi lửa đang hoạt động trên một bản đồ và thật đáng ngạc nhiên. 80% nằm trên đường ranh giới của Thái Bình Dương. Vệt dài núi lửa này còn được gọi là vành đai lửa. 452 ngọn núi lửa khổng lồ đã tạo nên vành đai này. Và người ta cho rằng những vụ phun trào đầu tiên đã bắt đầu cách đây hơn 36 triệu năm trước. Trong những năm 50 và 60, đã xuất hiện một học thuyết có thể giải thích hợp lý về những ngọn núi lửa này. Các nhà địa chất học nhận ra rằng vỏ của trái đất được hình thành bởi 8 mảng lớn và rất nhiều mảng nhỏ gắn liền với nhau, giống như trong trò chơi ghép hình. Chúng di chuyển tương xứng với nhau, đôi khi chúng cắt ngang qua nhau, đôi khi chúng tách ra. Những đường ranh giới này là nơi xảy ra nhiều hoạt động của địa chất. Ví dụ vành đai lửa trên Thái Bình Dương này là nơi thường xuyên xảy ra động đất, đó chính là những đánh dấu đường ranh giới. Học thuyết được gọi là sự sụt lún. Khi những mảng kiến tạo lớn trên lớp vỏ trái đất va chạm với nhau, mảng đại dương nặng hơn sẽ bị ép xuống dưới lòng trái đất, có nhiệt độ cực lớn, mang theo nước cùng với nó. Nó khiến magma trồi lên và tạo thành núi lửa. Nhưng khi các nhà địa chất nghiên cứu các núi lửa tại Hawaii, họ thấy học thuyết đó không phù hợp. Chúng không thể được tạo ra do va chạm, vì chúng nằm cách ranh giới gần nhất đến hơn 3.000 km.
Ở Hawaii, chúng ta đang ở giữa màng kiến tạo, vậy nên chúng ta không thể thấy được nhiều hoạt động. Có một bằng chứng khác khi có một số sự bất thường ở đây, trên tất cả các ngọn núi tạo ra những vùng nóng chảy mà chúng ta nhìn thấy ở ngay giữa hòn đảo khổng lồ này. Để giải quyết được câu hỏi này, các nhà địa chất học quyết định quan sát các núi lửa của Hawaii với hy vọng sẽ tìm ra bí mật của chúng. Nhưng những gì họ tìm được chỉ là thêm nhiều những khác biệt. Đa số núi lửa trên thế giới đều có hình bắp ngô với sườn rất dốc hàng ngàn mét. Nhưng núi lửa ở Hawaii trông lại hoàn toàn khác. Chúng tôi gọi núi lửa là những ngọn núi lửa dốc đứng vì hình dáng của chúng. Nhưng hãy nhìn ngọn núi Mauna Loa đằng sau tôi. Sườn của nó lại khá bằng phẳng, giống như một tấm khiên chắn vậy. Nghiên cứu sâu hơn, các nhà địa chất học đã quyết định kiểm tra loại dung nham nơi đây và khám phá ra rằng dung nham núi lửa ở Hawaii rất khác biệt được gọi là bazan. Dung nham bazan là đá nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 1.000 độ C. Không chỉ là loại nham thạch nóng nhất thế giới, mà cũng nằm trong những dạng lỏng nhất và là một mối hiểm họa đáng sợ khó lường. Ra khỏi đây thôi. Nham thạch phun trào ở đây chảy rất nhanh. Nó chảy nhanh hơn rất nhiều so với loại nham thạch phun trào ở những nơi như núi lửa Helen. Dung nham ở đó dính hơn, cũng giống như so sánh mật ong với kem đánh răng vậy. Với sự khác biệt hoàn toàn này, núi lửa Hawaii sẽ có một hình dạng rất khác. Kích cỡ của núi lửa ở đây thường dốc thoai thoải theo đúng cách phun trào của dung nham. Dòng dung nham như ở núi lửa San Helen rất dính và bám chặt vào núi nên sườn núi rất dốc. Các nhà địa chất đã tìm ra những bằng chứng quan trọng, nhưng họ vẫn chưa hiểu nguồn gốc hình thành núi lửa. Ở giữa màng kiến tạo, cách đường ranh giới gần nhất hơn 3.000 km. Nhưng dù nguồn gốc đó là gì, nó chắc chắn phải rất lớn, đủ để có thể di chuyển cả ngọn núi. Để theo dõi ngọn núi lửa Kilauea ở trên hòn đảo này, tiến sĩ Mike Poland đang sử dụng thiết bị định vị toàn cầu để đo đạc sự thay đổi kích thước của ngọn núi lửa. GPS là thiết bị để định vị chính bạn ở bất kỳ nơi nào trên bề mặt trái đất. Bạn có thể đã quen thuộc với thiết bị này, nhưng đây là một loại GPS khác. Với độ chính xác lớn hơn nhiều, cho phép chúng tôi nhận thấy được sự thay đổi của một vùng đất với độ chính xác đến từng mm. Thiết bị tân tiến này rất cần thiết cho các nhà khoa học trong công cuộc nghiên cứu sức mạnh hoạt động trong lòng Hawaii. Với một GPS đặt ở đây, chúng tôi cũng đặt một thiết bị ở bên kia sườn. Bằng cách kiểm tra sự thay đổi giữa khoảng cách của hai trạm GPS, chúng ta sẽ biết liệu núi lửa đang phình ra hay thu nhỏ lại. Nếu nó phồng lên như một quả bóng bay, điều đó có nghĩa là magma đã dồn lại phía trên bề mặt. Nếu nó giảm đi, có nghĩa là magma đã đi vào lớp dưới bề mặt. Trong vài năm qua, hai trạm đã rời xa nhau khoảng 0,3 mét. Sức mạnh đủ để làm phình núi lửa, kéo dài khoảng cách thêm 0,3 mét là rất ghê gớm, và lượng magma tích tụ phía bên dưới bề mặt hẳn phải rất lớn và có thể sẵn sàng phun trào. Bằng chứng đã cho ta thấy có một nguồn sức mạnh to lớn và chưa thể giải thích được đang hoạt động bên dưới ngọn núi. Núi lửa Hawaii không xuất hiện ở khu vực ranh giới, mà hình thành ngay ở giữa màng kiến tạo Thái Bình Dương. Nham thạch ở Hawaii rất khác biệt so với những loại nham thạch được phun ra từ các núi lửa khác thuộc khu vực Thái Bình Dương. Kích cỡ của đảo Hawaii khiến người ta phải băn khoăn. Và mặc dù nơi đó vẫn còn là một bí ẩn chưa thể khám phá, các nhà khoa học chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Câu trả lời mà họ tìm được gây kinh ngạc đến nỗi, cuộc tranh luận của họ vẫn kéo dài cho tới tận ngày nay. Câu hỏi về điều gì đã tạo nên hòn đảo Hawaii dường như không thể tìm ra lời giải. Bí ẩn chỉ dần được hé lộ khi vào năm 1950, Hải quân Mỹ vẽ bản đồ lòng đại dương bằng hệ thống định vị dưới nước qua siêu âm. Họ đã cho chúng ta thấy một loạt những ngọn núi dưới biển kéo dài vượt xa chuỗi 8 hòn đảo của Hawaii. Về phía tây bắc là một chuỗi các núi dưới biển
Chúng là núi lửa chìm, phần đáy của chúng bịt lên phần miệng của núi lửa. Có trên 80 ngọn núi dưới biển và 19 hòn đảo đã tạo nên dãy núi dưới biển được gọi là chuỗi hoàng đế Hawaii. Bạn hãy xem, tổng cộng khoảng cách từ hòn đảo lớn Hawaii tới đảo Midway và tới Nga là vào khoảng hơn 5.000 km. Đó là dãy núi dài nhất trên thế giới, nhưng rất ít ngọn nổi lên trên mực nước biển. Vào năm 1963, nhà địa chất học Canada J. Tuzo Wilson hướng sự chú ý của ông vào hòn đảo Hawaii. Ông đã bị thu hút bởi chi tiết đảo Hawaii và các ngọn núi đã tạo nên một đường thẳng chạy ngang qua khu vực Thái Bình Dương. Những đường thẳng rất hiếm gặp trong tự nhiên. Chúng không ngẫu nhiên xuất hiện, đặc biệt là một đường thẳng dài tới hơn 5.000 km. Wilson tin rằng một thế lực riêng rẽ nào đó đã tạo nên hòn đảo núi lửa và dãy núi dưới biển rộng lớn này. Wilson cũng đã đưa ra một suy luận đơn giản nhưng lại vô cùng mới lạ. Các hòn đảo ở Hawaii, càng cách xa đảo lớn, chúng càng xanh tươi hơn. Và với Wilson, xanh tươi hơn nghĩa là giả hơn. Ông để ý phong cảnh ở hòn đảo lớn giống như một sa mạc đen, một vùng cằn cỗi. Rất ít hạt giống có thể nảy mầm qua lớp nham thạch. Những dòng dung nham mới thường tàn phá trái đất, hủy diệt mọi thực vật sống. Nhưng di chuyển về phía bắc dọc theo dãy các hòn đảo, thiên nhiên ở nơi đây lại xanh tốt hơn. Wilson tin rằng cứ mỗi hòn đảo kế tiếp nhau, thời gian đã kể từ lần phun trào gần nhất đã trôi qua lâu hơn, nên cây cối phát triển hơn. Hai năm sau, với việc sử dụng kỹ thuật đo phóng xạ, các nhà khoa học đã xác định niên đại các mẫu đá từ mỗi hòn đảo. Kết quả đã chứng minh những nhận định của Wilson về việc những hòn đảo này có niên đại tăng dần là hoàn toàn chính xác. Tiến sĩ Poland đã thu thập được một số mẫu đá và mang chúng tới hòn đảo lớn. Hòn đá này là từ dòng nham thạch mà chúng ta đang đứng. Đó là một trong những hòn đá trẻ nhất trên hòn đảo này. Vì thực tế là chúng ta không thể đi thu lượm một số nham thạch mới được hình thành từ hôm qua vì chúng còn rất nóng. Di chuyển tới đoạn giữa của dãy đảo, hòn đá này là từ đảo Oahu. Nó có niên đại khoảng 3,5 triệu năm. Hòn đá này là cột dòng dung nham từ đảo Kauai, hòn đảo cách đảo lớn dài nhất. Bạn có thể thấy bề mặt của nó nhẵn như thế nào vì nó rất già, nó có niên đại khoảng 5 triệu năm. Wilson tập hợp tất cả các bằng chứng có được từ đá và việc các hòn đảo xếp thành hàng để đi tới một giả thuyết duy nhất. Ông cho rằng đảo Hawaii được tạo nên bởi một thứ được gọi là điểm nóng, một khu vực cực kỳ nóng bên dưới lớp vỏ của trái đất mà tập trung ở khu vực hòn đảo lớn tại Hawaii. Khi màng Thái Bình Dương di chuyển chậm qua điểm nóng, sức nóng cực lớn đã chọc thủng vỏ trái đất và tạo nên một dãy đảo núi lửa. Điểm nóng là một nguồn nhiệt tĩnh và ổn định ở phía dưới bề mặt trái đất. Nó giống như một ngọn đuốc cháy mạnh hướng lên bề mặt trái đất. Và khi bề mặt trái đất di chuyển qua ngọn đuốc này, nó chọc thủng và tạo nên chuỗi hòn đảo và núi dưới biển. Đó là lý do chúng ta có quần đảo Hawaii ngày nay. Học thuyết này là một kỳ tích của ngành địa chất học. Nó không chỉ giải thích quá trình hình thành quần đảo Hawaii, nó cũng góp phần khẳng định một trong những học thuyết quan trọng nhất của thế kỷ 20, thuyết kiến tạo màng. Bản đồ này cho thấy sự chuyển rời của các mảng kiến tạo lớn đã tạo nên trái đất. Học thuyết về điểm nóng của Wilson đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về trái đất, nhưng đồng thời cũng gây ra những tranh cãi cho tới tận bây giờ. Điểm nóng đã được hình thành ra sao? Kể từ khi các nhà khoa học hiểu rằng núi lửa ở Hawaii được tạo nên bởi các điểm nóng, câu hỏi được đặt ra là điều gì đã tạo nên điểm nóng, cơ chế của điểm nóng ra sao?
Trên sườn dốc của ngọn Mauna Kea, trên hòn đảo lớn, Mike Poland đã tìm ra manh mối. Thứ chúng ta đang thấy ở đây được gọi là đá loang. Nó là một viên đá lạ bị mắc kẹt trong dòng dung nham. Nguồn gốc của viên đá này khiến người ta phải giật mình. Phần xanh hơn bạn thấy ở đây, người ta gọi là một loại khoáng chất có tên là Ovin. Nó cho ta thấy mảnh quặng này đến từ nơi rất sâu trong lòng trái đất. Olivine thường được tìm thấy ở bên dưới bề mặt trái đất hàng trăm km. Sự hiện diện của nó là bằng chứng rõ ràng để khẳng định rằng điểm nóng đã được tạo ra bởi một hiện tượng gì đó ở dưới lòng trái đất. Và đến những năm 1970, các nhà khoa học Mỹ cuối cùng cũng tiến tới gần một học thuyết có tính đột phá. Họ đặt ra giả thuyết rằng dưới điểm nóng tồn tại một chùm đá nóng nổi lên từ bên trong lớp vỏ trái đất. Cách bề mặt khoảng 300 đến 500 km, nó bắt đầu trải rộng ra và tạo thành một mái vòm lớn. Đỉnh của nó chính là điểm nóng. Các nhà khoa học đã gọi hiện tượng này là lớp đùn lên dạng chùm. Không ai biết được độ sâu thực sự là bao nhiêu, nhưng nhiều nhà khoa học đã đi tới kết luận nó nằm rất gần lõi của trái đất. Rất có thể là nguồn nhiệt này ở rất gần với ranh giới của lõi trái đất. Và theo tôi, Frank King đã giải thích rất hay. Ông đã xem xét kích thước của quần đảo Hawaii. Đó là một đặc điểm vô cùng đặc trưng, đã tồn tại hàng chục triệu năm. Đối với tôi, đó không phải là điều có thể giải thích bởi một hiện tượng nào đó ngay gần lớp bề mặt. Tôi nghĩ phải có cái gì đó nằm khá sâu trong lòng trái đất. Bỗng nhiên, các chuyên gia nhận ra rằng nguồn nhiệt này chính là câu trả lời cho hàng trăm bí ẩn địa chất mà từ lâu đã thách thức khoa học. Ví dụ như sự tồn tại của núi lửa tại Iceland, đảo Galapagos, và siêu núi lửa khổng lồ Yellowstone. Những nghiên cứu tại quần đảo Hawaii không chỉ giúp con người hiểu về sự hình thành của chuỗi đảo này, mà còn của cả hành tinh. Việc xác định niên đại của các viên đá và chuỗi đảo xếp thành hàng đã tiết lộ rằng mảng địa chất Thái Bình Dương đã di chuyển qua một điểm nóng tĩnh. Đá olivine phun trào trên đảo Hawaii đã cho thấy điểm nóng này được tạo nên bởi một lớp đùn lên dạng chùm bắt nguồn từ rất sâu trong lòng đất. Nhưng trong khi đảo Hawaii có nguồn gốc từ một điểm nóng, thì một sức mạnh khác cũng vô cùng dữ dội đang ngày càng hủy diệt nó. Ở Hawaii, có một sức mạnh kỳ lạ đang hoạt động. Mỗi năm, hòn đảo mở rộng thêm 3.300 m² trên một năm, thì hòn đảo ở tận cùng phía bắc của chuỗi đảo đang dần dần biến mất vào trong lòng Thái Bình Dương với tỷ lệ 720 m² trên một năm. Những hòn đảo này đang dần biến mất một cách nhanh chóng. Điều gì khiến cho chúng biến mất chắc chắn sẽ làm cho các nhà địa chất hiếu kỳ. Họ đã tìm thấy những manh mối đầu tiên từ những cuộc nghiên cứu khoa học ban đầu. Quá trình vẽ bản đồ dưới biển vào năm 1950 đã mang lại rất nhiều dữ liệu, và những kết quả này đã tiết lộ những điều không ai có thể ngờ tới. Sức nóng và áp lực từ điểm nóng đã tác động lên đáy đại dương, tạo nên một dải đất dài hơn 1.000 km và cao 150 mét. Chuỗi đảo nhô lên nhờ chỗ phình ra, và khi những hòn đảo di chuyển sang dần điểm nóng, chúng sẽ trượt dần khỏi phần vỏ phình lên và bị chìm dần. Cuối cùng, nếu chúng cứ di chuyển về phía bắc thêm 8 hay 10 cm hay 3,5 inch mỗi năm, thì trong khoảng 1 hay 2 triệu năm nữa, hòn đảo này sẽ thấp hơn 900 hoặc hơn 1.000 mét, sẽ còn rất ít nước ngọt, và kết cục này là tất yếu. Điểm nóng đã tạo nên hòn đảo, đồng thời cũng kết liễu số phận của nó. Nhưng hòn đảo không chỉ chìm dần, mà nó còn co lại nữa. Sự xói mòn cũng đang cùng hợp sức. Nó đang dần hủy diệt hòn đảo, và quá trình này lại dễ nhận thấy
tại Kauai, hòn đảo dài nhất trong quần đảo Hawaii. Dọc theo đường bờ biển ở đây, sự phong hóa khắc nghiệt đã tạo nên một trong những kỳ quan tự nhiên tuyệt vời nhất trên thế giới. Nhưng đây cũng là bằng chứng về thềm vốn có của hòn đảo. Xói mòn không chỉ xảy ra ở bãi biển, mà trên toàn bộ hòn đảo. Hẻm núi Waimea, một hẻm núi rất lớn ở Hawaii, một vết sẹo dài 16 km của đảo Kauai, hoang dã xanh tươi. Với độ sâu hơn 900 mét, hẻm núi này chính là ví dụ điển hình về quá trình xói mòn ở Hawaii. Chúng ta đang tìm tới một trong những nơi có lượng mưa lớn nhất trên thế giới, núi Gualeli. Nước mưa chảy từ trên núi này xuống hẻm núi. Núi Gualeli có lượng mưa trên 1.000mm mỗi năm, nên gần như chảy tràn trên hòn đảo và đục khoét các hẻm núi. Nhưng hòn đảo được hình thành bởi nham thạch ba giàn, một trong những loại đá rắn nhất trên thế giới. Vậy làm sao chỉ nước có thể khiến nó bị xói mòn được? Câu trả lời ở loại đất đỏ kỳ lạ của vùng hẻm núi này. Màu đỏ là do sự oxy hóa của khoáng chất sắt ở đây. Nó chiếm khoảng từ 10 đến 20% trong loại đá, từ dung nham nơi đây. Nó rất giống với hiện tượng rỉ sét ở ô tô. Vì vậy, về cơ bản, chúng ta đang trông thấy những vùng bị rỉ sắt nặng. Chính hiện tượng này khiến chúng trở nên rất mềm. Như vậy, theo một nghĩa nào đó, thì chúng đang bị thối rữa. Tiếp xúc với nước, lớp nham thạch chứa nhiều sắt này đã làm cho loại đá này bị rỉ sắt và dễ bị vỡ vụn. Đó là một nghịch lý của đảo Hawaii khi nó được cấu tạo bởi đá bà già núi lửa, một trong những loại đá rắn nhất trong tự nhiên nhưng vẫn không thoát khỏi bất hạnh. Đây là một loại đá mà ban đầu là những tảng nham thạch đông đặc và rất nóng. Bạn rất khó có thể làm vỡ nó bằng búa. Nhưng giờ chúng ta có thể bóc từng mảng nhỏ bằng tay. Kết hợp loại đá dễ bị xói mòn này với lượng mưa cao nhất trên thế giới và kết quả sẽ là mức xói mòn rất lớn chỉ trong vài triệu năm. Nhưng các nhà khoa học cũng khám phá ra rằng chỉ riêng sự xói mòn cũng không đủ làm cho hòn đảo này biến mất. Ở đảo Molokai, người ta đã tìm thấy những bằng chứng. Đó là những dấu vết của vùng đất rộng lớn đã biến mất không phải sau vài triệu năm mà chỉ qua một đêm. Nhìn từ vệ tinh, người ta thấy đảo Molokai không giống với các hòn đảo có hình tròn khác ở Hawaii. Chỉ cần nhìn qua bản đồ, chúng ta biết rõ ràng một điều gì đó rất lạ đã xảy ra với đảo Molokai. Nó không phải là một ngọn núi lửa có hình tròn, một phần của nó đã biến mất. Nó là một dải đất mỏng với đường rìa ngắn bị cắt ra thành những mặt sốc đứng. Với độ cao hơn 500 mét, đây là vách đá biển cao nhất trên thế giới. Tất cả bằng chứng đã cho thấy một thảm họa thảm khốc xảy ra bất ngờ. Nhiều giả thuyết đã được đặt ra, nhưng phải cho tới những năm 1970, các nhà khoa học mới có được những bằng chứng cần thiết. Sau thành công trong việc vẽ bản đồ dưới nước, Hải quân Mỹ trở lại Hawaii với thiết bị hệ thống định vị dưới nước qua siêu âm tân tiến nhất và khảo sát rất chi tiết vùng biển xung quanh đó. Họ đã phát hiện ra dưới đáy biển ở phía Bắc có rất nhiều khối đất lớn, một số còn lớn hơn kích cỡ của Manhattan. Các nhà khoa học đã lấy hàng nghìn mẫu đất và đo đạc những khối đất. Những gì họ tìm ra thật ngoài sức tưởng tượng. Những khối đất này có thể hợp trở lại với những vách đá dốc đứng như một hình ghép khổng lồ. Cuối cùng, các nhà khoa học đã có đủ bằng chứng để tái hiện bức tranh toàn cảnh về những hiện tượng đã xảy ra. Bằng phương pháp đồng vị phóng xạ, các nhà khoa học đã xác định được niên đại của khối đất đá và chỉ ra rằng sự kiện đó đã xảy ra hàng triệu năm trước. Các nhà khoa học tin rằng chỉ có duy nhất một cách lý giải, một vụ lở đất khổng lồ. 1,5 triệu năm trước, đó là một ngày rất đen tối ở trên hòn đảo này. Cả phần phía bắc của hòn đảo đã trượt xuống biển, một đoạn dài đến 40 km và có lẽ cũng phải dài từng ấy nữa, và tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt. Một phần lớn của hòn đảo này đã chìm xuống dưới lòng đại dương, tách ra thành rất nhiều khối đất lớn, nặng đến hàng nghìn tấn.
Lực chúng va chạm với sóng biển cho thấy chúng không chỉ dừng ở đó mà tiếp tục di chuyển dọc theo đáy biển với vận tốc rất cao. Việc đó xảy ra rất bất ngờ và vô cùng đáng sợ. Và chúng ta biết được điều đó nhờ khoảng cách mà những khối đất đã di chuyển. Chúng đi vòng xuống phía dưới của đảo Hawaii, rồi nổi lên ở phía bên trên. Và cuối cùng chỉ dừng lại ở đó, cách hơn 300 km. Để có thể đi xa như vậy, có nghĩa chúng phải di chuyển với tốc độ khoảng từ 240 đến 256 km một giờ, rất nhanh. Dĩ nhiên, khi vụ lở đất xảy ra, nước sẽ bị dịch chuyển và tạo thành trận sóng thần khổng lồ ở Hawaii. Cơn sóng thần có thể vươn cao lên đỉnh của vách đá phía sau tôi. Một vụ lở đất với cường độ và vận tốc như vậy có thể tạo ra một trong những cơn sóng kinh hoàng và chết chóc nhất trên trái đất. Sự kiện chính chỉ diễn ra trong vòng 5 phút. Và tôi e rằng khi bạn nhìn thấy thì cũng đã quá muộn. Bạn cố chạy tới mức nào thì cũng không thể thoát được trận sóng thần. Nhưng điều gì có thể tạo nên một trận lở đất kinh hoàng như vậy? Các nhà địa chất nghiên cứu hòn đảo trẻ nhất, hòn đảo lớn để tìm ra câu trả lời. Hòn đảo này vẫn đang tiếp tục trong quá trình phát triển. Giống như hoạt động trước đây của núi lửa Molokai. Các chuyên gia cho rằng họ sẽ tìm thấy câu trả lời trong phần móng của hòn đảo. Khi một vùng đất mới được tạo nên, nó được tạo bởi lớp cát phía trên dòng dung nham, vì vậy nó rất không ổn định. Khi vật liệu này sụt xuống, nham thạch bị ép và nó sẽ dồn xuống lòng đại dương. Khám phá điều đó không hề dễ chịu chút nào. Đảo Hawaii được tạo nên rất nhanh chóng và hoàn toàn bởi nham thạch. Tất cả đều dựa trên nền cát yếu. Điều đó đồng nghĩa với việc lở đất có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào. Ở bờ biển phía nam của hòn đảo, đã có bằng chứng cho thấy một vụ lở đất khác sắp sửa xảy ra. Một vết nứt lớn trên lớp vỏ trái đất với diện tích hơn 7.520 km2 đang tách dần khỏi hòn đảo, với tỷ lệ 10cm trên một năm. Với kích cỡ của nó, đây là diện tích đất có tốc độ di chuyển nhanh nhất thế giới. Các nhà địa chất đã tính toán rằng khi nó rơi xuống đại dương, nó sẽ tạo nên một trận động đất mạnh đến 7 độ Richter và một cơn sóng thần khổng lồ. Toàn bộ thành phố Hawaii sẽ bị quét sạch trên đường ngọn sóng khổng lồ vươn tới tận bãi biển California. Các nhà điều tra đã khám phá ra tại sao Hawaii đang dần biến mất. Bản đồ định vị dưới nước cho ta thấy hòn đảo đang di chuyển xa dần khu vực phình lên của vỏ trái đất. Vùng đất xốp mềm ở Kauai cũng có một nền tảng hình thành ban đầu giống như những nơi khác, được tạo nên bởi loại đá rắn nhất thế giới. Nhưng khi tiếp xúc với nước, loại đất này nhanh chóng bị phân hủy. Và vách núi hùng vĩ Molokai hiện ra chỉ qua một đêm là bằng chứng của một trận lở đất khủng khiếp. Chìm dần, xói mòn dần và đổ xuống biển. Cuối cùng, ngay cả hòn đảo lớn cũng trở thành một hòn đảo dưới biển, nằm trong dãy đảo dài, giấu mình dưới những con sóng. Nhưng câu chuyện về Hawaii vẫn còn lâu mới kết thúc. Những tiếng sôi ùng ục dưới lòng đại dương đã cho các nhà khoa học biết một con quái vật mới có thể sẽ xuất hiện trên mặt nước. Giờ đây, họ phải mạo hiểm khám phá một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên thế giới, nơi giao nhau giữa nước và lửa. Câu chuyện về Hawaii là một truyền thuyết rất khó tin về những ngọn núi lửa khổng lồ. Một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Những hòn đảo biến mất. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Bởi vì chỉ cách bờ biển có hòn đảo lớn hơn 30 km. Một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra ở sâu trong lòng đại dương. Vào những năm 1950, những nghiên cứu dưới đáy biển cho thấy một ngọn núi lửa dưới biển sắp mọc lên ở bên sườn của hòn đảo lớn. Các nhà khoa học đã chú ý tới một ngọn núi dưới biển khổng lồ nhô cao hơn đáy đại dương khoảng 3 km và đặt tên là Lo'ihi. Các nhà khoa học rất muốn tìm hiểu thêm nhưng phải chờ đợi tới hơn 40 năm sau khi công nghệ phát triển, họ mới có thể lặn sâu và nghiên cứu ngọn núi dưới biển đó. Các nhà khoa học rất muốn đi xuống sâu dưới lòng đại dương để xem xét tình hình thực sự ra sao.
Vì vậy, họ đã mang theo tàu ngầm nghiên cứu. Con tàu có thể chứa được 3 người rất nổi tiếng đã tìm ra Titanic. Họ đã đi xuống tới ngọn núi dưới biển và thấy rằng một mảng dung nham lớn từ núi lửa mới bị vỡ ra. Và đây là một mẫu đá rất nặng. Và nó nằm ở phía trên của một dòng nham thạch. Dung nham hình gối là bằng chứng về một vụ phun trào mới xảy ra trong thời gian gần đây. Các nhà khoa học đã từng cho rằng Lauihi là một ngọn núi lửa cổ đại đã tồn tại hàng nghìn năm. Nhưng những khám phá này khiến cho người ta phải cân nhắc lại hoàn toàn. Liệu Lauihi có đang tiếp tục hoạt động và sắp phun trào không? Các chuyên gia đã nỗ lực trong 11 năm để tìm ra những bằng chứng không thể bàn cãi, vẽ bản đồ ngọn núi dưới biển này và lấy hàng nghìn mẫu cho tới khi họ tình cờ tìm được một bằng chứng mà họ đã tìm kiếm từ lâu. Cho tới tận năm 1996, miệng núi lửa thực sự đã được phát hiện. Vào tháng 10 năm đó, có rất nhiều chấn động nhỏ mà những người quan sát núi lửa phát hiện ra, nhưng họ nhanh chóng nhận ra những chấn động này không bắt nguồn từ đảo này mà là từ ngoài khơi. Họ đã cố gắng hết sức để tiến tới ngọn núi dưới biển ở phía nam của hòn đảo lớn này. Một chuỗi các chấn động này bắt nguồn từ Lauihi, với con số lớn nhất mà các nhà nghiên cứu đã từng ghi chép được từ các núi lửa ở Hawaii. Các nhà khoa học biết rằng họ sắp có được một phát hiện kinh ngạc. Với mong muốn được chứng kiến tận mắt sự hoạt động của nó, các nhà khoa học đã đi tới điểm nóng của những hoạt động địa chất này. Chúng tôi đã ra tới đó khi các vụ phun trào xảy ra. Khi tới đó, đã có rất nhiều hoạt động địa chất. Từ con tàu bạn có thể nghe được những tiếng ồn của những trận động đất. Mạo hiểm xuống tới nơi xa lạ, một đội nghiên cứu thuộc trường đại học Hawaii đã đi sâu tới hơn 900 mét xuống nơi có môi trường nguy hiểm và không ổn định này. Bạn có thể nhìn thấy các viên đá đã bị vỡ ra ở khắp nơi. Khói trong nước tỏa ra rất nhiều. Đỉnh của ngọn núi di nước đã bất ngờ sụp đổ để tạo nên nôi lớn với độ dài và độ sâu hàng chục mét. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy có những hoạt động núi lửa thực sự. Các nhà khoa học đã gặp một trong những ngọn núi lửa hung bạo nhất ở Hawaii từ trước tới nay. Khi bụi lắng xuống, họ mới có thể kiểm tra hậu quả để lại. Nham thạch đã tràn lên toàn ngọn núi lửa, làm tách phần đỉnh của nó và khiến nó sụp xuống. Đội nghiên cứu cuối cùng cũng tìm ra bằng chứng cho thấy Lauihi là ngọn núi lửa đang hoạt động. Nó sẽ tiếp tục phun trào và lớn dần cho tới khi hình thành một hòn đảo mới. Hòn đảo tiếp theo của chuỗi đảo tại Hawaii có giả định cho rằng sẽ có một núi lửa khác xuất hiện một ngày nào đó. Không ai biết điều đó có xảy ra hay không. Tôi e rằng chúng ta đang lo lắng khi các nhà khoa học khám phá ra thêm một ngọn núi lửa khác trong dãy núi, và đó chính là Lauihi. Khi nham thạch tiếp tục dồn lên đỉnh ngọn núi dưới đáy biển, Lauihi sẽ tiếp tục bồi đắp cho tới khi nó nổi lên khỏi bề mặt Thái Bình Dương. Sự vận chuyển của vỏ trái đất sẽ đưa hòn đảo lớn xa dần điểm nóng, và Lauihi sẽ trở thành hòn đảo đứng đầu trong chuỗi đảo Hawaii. Các chuyên gia đã nghiên cứu quần đảo Hawaii cổ đại trong hàng trăm năm và đặt giả thuyết về sự hình thành của nó. Nhưng họ không tưởng tượng được là mình lại có cơ hội được tận mắt chứng kiến. Lauihi như một phòng thí nghiệm thực sự có 102. Nó như cửa sổ để chúng ta nhìn lại quá khứ, để có cơ hội để quan sát những hiện tượng diễn ra trước khi một hòn đảo nổi lên trên bề mặt đại dương. Nhìn lại tất cả các bằng chứng, các nhà khoa học đã hiểu được chuỗi đảo Hawaii đã được hình thành như thế nào. Những kết quả đo trọng lực vào những năm 1930 cho thấy hòn đảo lớn gấp 140 lần ngọn núi Everest. Những kết quả điều tra sau đó cho thấy hòn đảo lớn được tạo nên hoàn toàn bằng dung nham đá bà giàn từ 5 ngọn núi lửa. Đá được hình thành rất sâu dưới lòng đất đã được tìm thấy trong nham thạch và cho thấy nguồn gốc hình thành các ngọn núi lửa xuất phát từ rất sâu dưới lòng đất, một sự bồi đắp dạng chùm. Nhưng nham thạch với thành phần nhiều sắt
đã làm cho hòn đảo trở nên dễ bị xói mòn, và vách đá dốc đứng ở đảo Molokai là bằng chứng của một trận lở đất vô cùng lớn. Nham thạch dưới nước đã chứng minh rằng một ngọn núi lửa mới đang được hình thành, và hòn đảo tiếp theo trên chuỗi đảo Hawaii cuối cùng cũng sẽ nổi lên từ dưới đại dương. Chu kỳ sinh ra và biến mất ly kỳ của quần đảo Hawaii còn vượt qua những gì mà các nhà địa chất học muốn biết. Nó đã góp phần thay đổi những nhận thức về địa chất trên hành tinh này. Với Hawaii, chúng ta có thể suy ra được quá trình hình thành của trái đất. Tốc, bạn sẽ thấy những đoàn xe tải chở một khối lượng vật chất lớn nối đuôi nhau, cứ thế đi qua trước mặt. Hàng trăm đoàn xe đó đi khắp hòn đảo đưa dòng dung nham luân chuyển gần 50 km dưới lòng đất, cho tới khi chúng tới được điểm cuối cùng của mình, đại dương. Và khi dòng nham thạch 1000 độ C gặp nước biển, kết quả thật ngoạn mục. Phản ứng này chính là nguyên nhân hình thành nên hòn đảo khổng lồ, và nó vẫn đang tiếp tục phát triển. Khi dòng dung nham gặp đại dương, nhiệt độ của nó vô cùng nóng. Nó văng tung tóe thành rất nhiều mảnh nhỏ và để lại rất nhiều những cát đen. Tầng tầng lớp lớp cát đen dần dần bồi đắp lên đáy đại dương cho tới khi hình thành nên một bãi biển mới. Nham thạch mới trên bề mặt chảy dọc bãi biển, nguội dần để tạo nên những mảnh đất vững chắc mới trên nền cát. Hòn đảo lớn này được tạo nên bởi những đống cuội nhỏ. Chúng ta đang quan sát quá trình hình thành và phát triển của đảo Hawaii. Hòn đảo này là vùng đất phát triển nhanh nhất trên trái đất vì dung nham trên núi Kilauea. Có thể bao phủ thêm một diện tích bề mặt tương đương với 20 sân bóng mỗi năm, ngoài diện tích khổng lồ như hiện tại, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Cần thêm rất nhiều nham thạch nữa để làm nên hòn đảo này. Vậy lượng nham thạch đó xuất phát từ đâu? Manh mối nằm trên chính vùng đất này, trong khi Kilauea chỉ tạo ra một phần của hòn đảo. Bốn cấu trúc lớn còn lại đã góp phần tạo nên toàn bộ phong cảnh như hiện nay. Vài triệu năm trước, không hề có một hòn đảo Hawaii lớn nào. Nó bắt đầu từ một hòn đảo rất nhỏ. Đó là núi lửa Kohala nổi lên khỏi đại dương. Sau đó, thêm nhiều núi lửa nổi lên. Mauna Kea và Hualalai tiếp tục tạo nên những hòn núi to lớn. Mauna Loa là ngọn núi lửa tiếp theo và cuối cùng. Kilauea là ngọn núi lửa trẻ nhất. Qua nhiều năm, nham thạch từ năm ngọn núi này đã dần dần tạo nên hòn đảo lớn này từ đáy đại dương. Hòn đảo lớn nhất của nước Mỹ là một tấm thảm lớn từ đá của núi lửa. Bí ẩn về quá trình hình thành đảo Hawaii đã dần dần được hé lộ khi các bằng chứng hiện ra từ các núi lửa. Những thí nghiệm từ năm thuyết về điểm nóng của Wilson đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về trái đất, nhưng đồng thời cũng gây ra những tranh cãi cho tới tận bây giờ. Điểm nóng đã được hình thành ra sao? Kể từ khi các nhà khoa học hiểu rằng núi lửa ở Hawaii được tạo nên bởi các điểm nóng, câu hỏi được đặt ra là điều gì đã tạo nên điểm nóng, cơ chế của điểm nóng ra sao? Trên sườn dốc của ngọn Mauna Kea, trên hòn đảo lớn, Mike Poland đã tìm ra manh mối. Thứ chúng ta đang thấy ở đây được gọi là đá loang. Nó là một viên đá lạ bị mắc kẹt trong dòng dung nham. Nguồn gốc của viên đá này khiến người ta phải giật mình. Phần xanh hơn bạn thấy ở đây, người ta gọi là một loại khoáng chất có tên là ovin. Nó cho ta thấy mảnh quặng này đến từ nơi rất sâu trong lòng trái đất. Olivine thường được tìm thấy ở bên dưới bề mặt trái đất hàng trăm km. Sự hiện diện của nó là bằng chứng rõ ràng để khẳng định rằng điểm nóng đã được tạo ra bởi một hiện tượng gì đó ở dưới lòng trái đất. Và đến những năm 1970, các nhà khoa học Mỹ cuối cùng cũng tiến tới gần một học thuyết có tính đột phá.
Họ đặt ra giả thuyết rằng dưới điểm nóng tồn tại một chùm đá nóng nổi lên từ bên trong lớp vỏ trái đất. Cách bề mặt khoảng 300 đến 500 km, nó bắt đầu trải rộng ra và tạo thành một mái vòm lớn. Đỉnh của nó chính là điểm nóng. Các nhà khoa học đã gọi hiện tượng này là lớp đùn lên dạng chùm. Không ai biết được độ sâu thực sự là bao nhiêu, nhưng nhiều nhà khoa học đã đi tới kết luận nó nằm rất gần lõi của trái đất. Rất có thể là nguồn nhiệt này ở rất gần với ranh giới của lõi trái đất. Và theo tôi, Frank King đã giải thích rất hay. Ông đã xem xét kích thước của quần đảo Hawaii. Đó là một đặc điểm vô cùng đặc trưng, đã tồn tại hàng chục triệu năm. Đối với tôi, đó không phải là điều có thể giải thích bởi một hiện tượng nào đó ngay gần lớp bề mặt. Tôi nghĩ phải có cái gì đó nằm khá sâu trong lòng trái đất. Bỗng nhiên, các chuyên gia nhận ra rằng nguồn nhiệt này chính là câu trả lời cho hàng trăm bí ẩn địa chất mà từ lâu đã thách thức khoa học. Ví dụ như sự tồn tại của núi lửa tại Iceland, đảo Galapagos, và siêu núi lửa khổng lồ Yellowstone. Những nghiên cứu tại quần đảo Hawaii không chỉ giúp con người hiểu về sự hình thành của chuỗi đảo này, mà còn của cả hành tinh. Việc xác đảo dài 16 km của đảo Kauai hoang dã xanh tươi. Với độ sâu hơn 900 mét, hẻm núi này chính là ví dụ điển hình về quá trình xói mòn ở Hawaii. Chúng ta đang tìm tới một trong những nơi có lượng mưa lớn nhất trên thế giới, núi Gualeli. Nước mưa chảy từ trên núi này xuống hẻm núi. Núi Gualeli có lượng mưa trên 1.000mm mỗi năm, nên gần như chảy tràn trên hòn đảo và đục khoét các hẻm núi. Nhưng hòn đảo được hình thành bởi nham thạch ba giàn, một trong những loại đá rắn nhất trên thế giới. Vậy làm sao chỉ nước có thể khiến nó bị xói mòn được? Câu trả lời ở loại đất đỏ kỳ lạ của vùng hẻm núi này. Màu đỏ là do sự oxy hóa của khoáng chất sắt ở đây. Nó chiếm khoảng từ 10 đến 20% trong loại đá từ dung nham nơi đây. Nó rất giống với hiện tượng rỉ sét ở ô tô. Vì vậy, về cơ bản, chúng ta đang trông thấy những vùng bị rỉ sắt nặng. Chính hiện tượng này khiến chúng trở nên rất mềm. Như vậy, theo một nghĩa nào đó, thì chúng đang bị thối rữa. Tiếp xúc với nước, lớp nham thạch chứa nhiều sắt này đã làm cho loại đá này bị rỉ sắt và dễ bị vỡ vụn. Đó là một nghịch lý của đảo Hawaii khi nó được cấu tạo bởi đá bà già núi lửa, một trong những loại đá rắn nhất trong tự nhiên nhưng vẫn không thoát khỏi bất hạnh. Đây là một loại đá mà ban đầu là những tảng nham thạch đông đặc và rất nóng. Bạn rất khó có thể làm vỡ nó bằng búa. Nhưng giờ chúng ta có thể bóc từng mảng nhỏ bằng tay. Kết hợp loại đá dễ bị xói mòn này với lượng mưa cao nhất trên thế giới, và kết quả sẽ là mức xói mòn rất lớn chỉ trong vài triệu năm. Nhưng các nhà khoa học cũng khám phá ra rằng chỉ riêng sự xói mòn cũng không đủ làm cho hòn đảo này biến mất. Ở đảo Molokai, người ta đã tìm thấy những bằng chứng. Đó là những dấu vết của vùng đất rộng lớn đã biến mất không phải sau vài triệu năm mà chỉ qua một đêm. Nhìn từ vệ tinh, người ta thấy đảo Molokai không giống với các hòn đảo có hình tròn khác ở Hawaii. Chỉ cần nhìn qua bản đồ, chúng ta biết rõ ràng một điều gì đó rất lạ đã xảy ra với đảo Molokai. Nó không phải là một ngọn núi lửa có hình tròn, một phần của nó đã biến mất. Nó là một dải đất mỏng với đường rìa ngắn bị cắt ra thành những mặt dốc đứng. Với độ cao hơn 500 mét, đây là vách đá biển cao nhất trên thế giới. Tất cả bằng chứng đã cho thấy một thảm họa thảm khốc xảy ra bất ngờ. Nhiều giả thuyết đã được đặt ra, nhưng phải cho tới những năm 1970, các nhà khoa học mới có được những bằng chứng cần thiết. Sau thành công trong việc vẽ bản đồ dưới nước, Hải quân Mỹ trở lại Hawaii với thiên đỉnh của vách đá phía sau tôi. Một vụ lở đất với cường độ và vận tốc như vậy có thể tạo ra một trong những cơn sóng kinh hoàng và chết chóc nhất trên trái đất. Sự kiện chính chỉ diễn ra trong vòng 5 phút.
Và tôi e rằng khi bạn nhìn thấy thì cũng đã quá muộn. Bạn cố chạy tới mức nào thì cũng không thể thoát được trận sóng thần. Nhưng điều gì có thể tạo nên một trận lở đất kinh hoàng như vậy? Các nhà địa chất nghiên cứu hòn đảo trẻ nhất, hòn đảo lớn để tìm ra câu trả lời. Hòn đảo này vẫn đang tiếp tục trong quá trình phát triển, giống như hoạt động trước đây của núi lửa Molokai. Các chuyên gia cho rằng họ sẽ tìm thấy câu trả lời trong phần móng của hòn đảo, khi một vùng đất mới được tạo nên, nó được tạo bởi lớp cát phía trên dòng dung nham, vì vậy nó rất không ổn định. Khi vật liệu này sụt xuống, nham thạch bị ép và nó sẽ dồn xuống lòng đại dương. Khám phá điều đó không hề dễ chịu chút nào. Đảo Hawaii được tạo nên rất nhanh chóng và hoàn toàn bởi nham thạch. Tất cả đều dựa trên nền cát yếu. Điều đó đồng nghĩa với việc lở đất có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào. Ở bờ biển phía nam của hòn đảo, đã có bằng chứng cho thấy một vụ lở đất khác sắp sửa xảy ra. Một vết nứt lớn trên lớp vỏ trái đất với diện tích hơn 7.520 km2 đang tách dần khỏi hòn đảo, với tỷ lệ 10cm trên một năm. Với kích cỡ của nó, đây là diện tích đất có tốc độ di chuyển nhanh nhất thế giới. Các nhà địa chất đã tính toán rằng khi nó rơi xuống đại dương, nó sẽ tạo nên một trận động đất mạnh đến 7 độ Richter và một cơn sóng thần khổng lồ. Toàn bộ thành phố Hawaii sẽ bị quét sạch trên đường ngọn sóng khổng lồ vươn tới tận bãi biển California. Các nhà điều tra đã khám phá ra tại sao Hawaii đang dần biến mất. Bản đồ định vị dưới nước cho ta thấy hòn đảo đang di chuyển xa dần khu vực phình lên của vỏ trái đất. Vùng đất xốp mềm ở Kauai cũng có một nền tảng hình thành ban đầu giống như những nơi khác, được tạo nên bởi loại đá rắn nhất thế giới. Nhưng khi tiếp xúc với nước, loại đất này nhanh chóng bị phân hủy. Và vách núi hùng vĩ Molokai hiện ra chỉ qua một đêm là bằng chứng của một trận lở đất khủng khiếp. Chìm dần, xói mòn dần và đổ xuống biển. Cuối cùng, ngay cả hòn đảo lớn cũng trở thành một hòn đảo dưới biển, nằm trong dãy đảo dài, giấu mình dưới những con sóng. Nhưng câu chuyện về Hawaii vẫn còn lâu mới kết thúc. Những tiếng sôi ùng ục dưới lòng đại dương đã cho các nhà khoa học biết một con quái vật mới có thể sẽ xuất hiện trên mặt nước. Giờ đây, họ phải mạo hiểm khám phá một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên thế giới, nơi giao nhau giữa nước và lửa. Chúng tôi gọi núi lửa là những ngọn núi lửa dốc đứng vì hình dáng của chúng. Nhưng hãy nhìn ngọn núi Mauna Loa đằng sau tôi. Sườn của nó lại khá bằng phẳng, giống như một tấm khiên chắn vậy. Nghiên cứu sâu hơn, các nhà địa chất học đã quyết định kiểm tra loại dung nham nơi đây và khám phá ra rằng dung nham núi lửa ở Hawaii rất khác biệt, được gọi là bazan. Dung nham bazan là đá nóng chảy ở nhiệt độ khoảng 1.000 độ C. Không chỉ là loại nham thạch nóng nhất thế giới, mà cũng nằm trong những dạng lỏng nhất và là một mối hiểm họa đáng sợ khó lường. Ra khỏi đây thôi. Nham thạch phun trào ở đây chảy rất nhanh. Nó chảy nhanh hơn rất nhiều so với loại nham thạch phun trào ở những nơi như núi lửa Helen. Dung nham ở đó dính hơn, cũng giống như so sánh mật ong với kem đánh răng vậy. Với sự khác biệt hoàn toàn này, núi lửa Hawaii sẽ có một hình dạng rất khác. Kích cỡ của núi lửa ở đây thường dốc thoai thoải theo đúng cách phun trào của dung nham. Dòng dung nham như ở núi lửa San Helen rất dính và bám chặt vào núi nên sườn núi rất dốc. Các nhà địa chất đã tìm ra những bằng chứng quan trọng, nhưng họ vẫn chưa hiểu nguồn gốc hình thành núi lửa. Ở giữa mảng kiến tạo, cách đường ranh giới gần nhất hơn 3.000 km. Nhưng dù nguồn gốc đó là gì, nó chắc chắn phải rất lớn, đủ để có thể di chuyển cả ngọn núi. Để theo dõi ngọn núi lửa Kilauea ở trên hòn đảo này, tiến sĩ Mike Poland đang sử dụng thiết bị định vị toàn cầu để đo đạc sự thay đổi kích thước của ngọn núi lửa. GPS là thiết bị để định vị chính bạn ở bất kỳ nơi nào trên bề mặt trái đất. Bạn có thể đã quen thuộc với thiết bị này, nhưng đây là một loại GPS khác.
Với độ chính xác lớn hơn nhiều, cho phép chúng tôi nhận thấy được sự thay đổi của một vùng đất với độ chính xác đến từ milimét. Thiết bị tân tiến này rất cần thiết cho các nhà khoa học trong công cuộc nghiên cứu sức mạnh hoạt động trong lòng Hawaii. Với một GPS đặt ở đây, chúng tôi cũng đặt một thiết bị ở bên kia sườn. Bằng cách kiểm tra sự thay đổi giữa khoảng cách của hai trạm GPS, chúng ta sẽ biết liệu núi lửa đang phình ra hay thu nhỏ lại. Nếu nó phồng lên như một quả bóng bay, điều đó có nghĩa là magma đã dồn lại phía trên bề mặt. Nếu nó giảm đi, có nghĩa là magma đã đi vào lớp dưới bề mặt. Trong vài năm qua, hai trạm đã rời xa nhau khoảng 0,3 mét. Sức mạnh đủ để làm phình núi lửa, kéo dài khoảng cách thêm 0,3 mét là rất ghê gớm, và lượng magma tích tụ phía bên dưới bề mặt hẳn phải rất lớn, mà tiếp tục di chuyển dọc theo đáy biển với vận tốc rất cao. Việc đó xảy ra rất bất ngờ và vô cùng đáng sợ. Và chúng ta biết được điều đó nhờ khoảng cách mà những khối đất đã di chuyển. Chúng đi vòng xuống phía dưới của đảo Hawaii, rồi nổi lên ở phía bên trên. Và cuối cùng thì dừng lại ở đó, cách hơn 300 km. Để có thể đi xa như vậy, có nghĩa chúng phải di chuyển với tốc độ khoảng từ 240 đến 256 km một giờ, rất nhanh. Dĩ nhiên, khi vụ lở đất xảy ra, nước sẽ bị dịch chuyển và tạo thành trận sóng thần khổng lồ ở Hawaii. Cơn sóng thần có thể vươn cao lên đỉnh của vách đá phía sau tôi. Một vụ lở đất với cường độ và vận tốc như vậy có thể tạo ra một trong những cơn sóng kinh hoàng và chết chóc nhất trên trái đất. Sự kiện chính chỉ diễn ra trong vòng 5 phút. Và tôi e rằng, khi bạn nhìn thấy thì cũng đã quá muộn. Bạn cố chạy tới mức nào thì cũng không thể thoát được trận sóng thần. Nhưng điều gì có thể tạo nên một trận lở đất kinh hoàng như vậy? Các nhà địa chất nghiên cứu hòn đảo trẻ nhất, hòn đảo lớn để tìm ra câu trả lời. Hòn đảo này vẫn đang tiếp tục trong quá trình phát triển. Giống như hoạt động trước đây của núi lửa Molokai. Các chuyên gia cho rằng họ sẽ tìm thấy câu trả lời trong phần móng của hòn đảo. Khi một vùng đất mới được tạo nên, nó được tạo bởi lớp cát phía trên dòng dung nham, vì vậy nó rất không ổn định. Khi vật liệu này sụt xuống, nham thạch bị ép và nó sẽ dồn xuống lòng đại dương. Khám phá điều đó không hề dễ chịu chút nào. Đảo Hawaii được tạo nên rất nhanh chóng và hoàn toàn bởi nham thạch. Tất cả đều dựa trên nền cát yếu. Điều đó đồng nghĩa với việc lở đất có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào. Ở bờ biển phía nam của hòn đảo, đã có bằng chứng cho thấy một vụ lở đất khác sắp sửa xảy ra. Một vết nứt lớn trên lớp vỏ trái đất với diện tích hơn 7.520 km2 đang tách dần khỏi hòn đảo, với tỷ lệ 10cm trên một năm. Với kích cỡ của nó, đây là diện tích đất có tốc độ di chuyển nhanh nhất thế giới. Các nhà địa chất đã tính toán rằng khi nó rơi xuống đại dương, nó sẽ tạo nên một trận động đất mạnh đến 7 độ Richter và một cơn sóng thần khổng lồ. Toàn bộ thành phố Hawaii sẽ bị quét sạch trên đường ngọn sóng khổng lồ vươn tới tận bãi biển California. Các nhà điều tra đã khám phá ra tại sao Hawaii đang dần biến mất. Bản đồ định vị dưới nước cho ta thấy hòn đảo đang di chuyển xa dần khu vực phình lên của vỏ trái đất. Á một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên thế giới, nơi giao nhau giữa nước và lửa. Câu chuyện về Hawaii là một truyền thuyết rất khó tin về những ngọn núi lửa khổng lồ. Một thảm họa không thể tưởng tượng nổi. Những hòn đảo biến mất. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Bởi vì chỉ cách bờ biển có hòn đảo lớn hơn 30 km. Một hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra ở sâu trong lòng đại dương. Vào những năm 1950, những nghiên cứu dưới đáy biển cho thấy một ngọn núi lửa dưới biển sắp mọc lên ở bên sườn của hòn đảo lớn. Các nhà khoa học đã chú ý tới một ngọn núi dưới biển khổng lồ nhô cao hơn đáy đại dương khoảng 3 km và đặt tên là Lo'ihi. Các nhà khoa học rất muốn tìm hiểu thêm, nhưng phải chờ đợi tới hơn 40 năm sau, khi công nghệ phát triển, họ mới có thể lặn sâu và nghiên cứu ngọn núi dưới biển đó. Các nhà khoa học rất muốn đi xuống sâu dưới lòng đại dương để xem xét tình hình thực sự ra sao.
Vì vậy, họ đã mang theo tàu ngầm nghiên cứu. Con tàu có thể chứa được 3 người rất nổi tiếng đã tìm ra Titanic. Họ đã đi xuống tới ngọn núi dưới biển và thấy rằng một mảng dung nham lớn từ núi lửa mới bị vỡ ra. Và đây là một mẫu đá rất nặng. Và nó nằm ở phía trên của một dòng nham thạch. Dung nham hình gối là bằng chứng về một vụ phun trào mới xảy ra trong thời gian gần đây. Các nhà khoa học đã từng cho rằng Lauihi là một ngọn núi lửa cổ đại đã tồn tại hàng nghìn năm. Nhưng những khám phá này khiến cho người ta phải cân nhắc lại hoàn toàn. Liệu Lauihi có đang tiếp tục hoạt động và sắp phun trào không? Các chuyên gia đã nỗ lực trong 11 năm để tìm ra những bằng chứng không thể bàn cãi, vẽ bản đồ ngọn núi dưới biển này và lấy hàng nghìn mẫu cho tới khi họ tình cờ tìm được một bằng chứng mà họ đã tìm kiếm từ lâu. Cho tới tận năm 1996, miệng núi lửa thực sự đã được phát hiện. Vào tháng 10 năm đó, có rất nhiều chấn động nhỏ mà những người quan sát núi lửa phát hiện ra, nhưng họ nhanh chóng nhận ra những chấn động này không bắt nguồn từ đảo này mà là từ ngoài khơi. Họ đã cố gắng hết sức để tiến tới ngọn núi dưới biển ở phía nam của hòn đảo lớn này. Một chuỗi các chấn động này bắt nguồn từ Lauihi với con số lớn nhất mà các nhà nghiên cứu đã từng ghi chép được từ các núi lửa ở Hawaii. Các nhà khoa học biết rằng họ sắp có được một phát hiện kinh ngạc. Với mong muốn được chứng kiến tận mắt sự hoạt động của nó, các nhà khoa học đã đi tới điểm nóng của những hoạt động địa chất này. Chúng tôi đã ra tới đó khi các vụ phun trào xảy ra. Chuyên gia nhận ra rằng nguồn nhiệt này chính là câu trả lời cho hàng trăm bí ẩn địa chất mà từ lâu đã thách thức khoa học, ví dụ như sự tồn tại của núi lửa tại Iceland, đảo Galapagos và siêu núi lửa khổng lồ Yellowstone. Những nghiên cứu tại quần đảo Hawaii không chỉ giúp con người hiểu về sự hình thành của chuỗi đảo này, mà còn của cả hành tinh. Việc xác định niên đại của các viên đá và chuỗi đảo xếp thành hàng đã tiết lộ rằng mảng địa chất Thái Bình Dương đã di chuyển qua một điểm nóng tĩnh. Đá Olivine phun trào trên đảo Hawaii đã cho thấy điểm nóng này được tạo nên bởi một lớp đùn lên dạng chùm bắt nguồn từ rất sâu trong lòng đất. Nhưng trong khi đảo Hawaii có nguồn gốc từ một điểm nóng, thì một sức mạnh khác cũng vô cùng dữ dội đang ngày càng hủy diệt nó. Ở Hawaii, có một sức mạnh kỳ lạ đang hoạt động. Mỗi năm, hòn đảo mở rộng thêm 3.300 m² trên một năm, thì hòn đảo ở tận cùng phía bắc của chuỗi đảo đang dần dần biến mất, vào trong lòng Thái Bình Dương với tỷ lệ 720 m² trên một năm. Những hòn đảo này đang dần biến mất một cách nhanh chóng. Điều gì khiến cho chúng biến mất chắc chắn sẽ làm cho các nhà địa chất hiếu kỳ. Họ đã tìm thấy những manh mối đầu tiên từ những cuộc nghiên cứu khoa học ban đầu. Quá trình vẽ bản đồ dưới biển vào năm 1950 đã mang lại rất nhiều dữ liệu, và những kết quả này đã tiết lộ những điều không ai có thể ngờ tới. Sức nóng và áp lực từ điểm nóng đã tác động lên đáy đại dương, tạo nên một dải đất dài hơn 1.000 km và cao 150 mét. Chuỗi đảo nhô lên nhờ chỗ phình ra, và khi những hòn đảo di chuyển sang dần điểm nóng, chúng sẽ trượt dần khỏi phần vỏ phình lên và bị chìm dần. Cuối cùng, nếu chúng cứ di chuyển về phía bắc thêm 8 hay 10 cm, hay 3,5 inch mỗi năm, thì trong khoảng 1 hay 2 triệu năm nữa, hòn đảo này sẽ thấp hơn 900 hoặc hơn 1.000 mét, sẽ còn rất ít nước ngọt và kết cục này là tất yếu. Điểm nóng đã tạo nên hòn đảo, đồng thời cũng kết liễu số phận của nó. Nhưng hòn đảo không chỉ chìm dần, mà nó còn co lại nữa. Sự xói mòn cũng đang cùng hợp sức. Nó đang dần hủy diệt hòn đảo và
thì trong khoảng 1-2 triệu năm nữa, hòn đảo này sẽ thấp hơn 900 hoặc hơn 1.000 mét, sẽ còn rất ít nước ngọt và kết cục này là tất yếu. Điểm nóng đã tạo nên hòn đảo, đồng thời cũng kết liễu số phận của nó. Nhưng hòn đảo không chỉ chìm dần, mà nó còn co lại nữa. Sự xói mòn cũng đang cùng hợp sức. Nó đang dần hủy diệt hòn đảo, và quá trình này lại dễ nhận thấy. Tại Kauai, hòn đảo dài nhất trong quần đảo Hawaii. Dọc theo đường bờ biển ở đây, sự phong hóa khắc nghiệt đã tạo nên một trong những kỳ quan tự nhiên tuyệt vời nhất trên thế giới. Nhưng đây cũng là bằng chứng về thềm vốn có của hòn đảo. Xói mòn không chỉ xảy ra ở bãi biển, mà trên toàn bộ hòn đảo. Hẻm núi Waimea, một hẻm núi rất lớn ở Hawaii. Một vết sẹo dài 16 km của đảo Kauai, hoang dã xanh tươi. Với độ sâu hơn 900 mét, hẻm núi này chính là ví dụ điển hình về quá trình xói mòn ở Hawaii. Chúng ta đang tìm tới một trong những nơi có lượng mưa lớn nhất trên thế giới, núi Gualeli. Nước mưa chảy từ trên núi này xuống hẻm núi. Núi Gualeli có lượng mưa trên 1.000mm mỗi năm, nên gần như chảy tràn trên hòn đảo và đục khoét các hẻm núi. Nhưng hòn đảo được hình thành bởi nham thạch ba giàn, một trong những loại đá rắn nhất trên thế giới. Vậy làm sao chỉ nước có thể khiến nó bị xói mòn được? Câu trả lời ở loại đất đỏ kỳ lạ của vùng hẻm núi này. Màu đỏ là do sự oxy hóa của khoáng chất sắt ở đây. Nó chiếm khoảng từ 10 đến 20% trong loại đá từ dung nham nơi đây. Nó rất giống với hiện tượng rỉ sét ở ô tô. Vì vậy, về cơ bản, chúng ta đang trông thấy những vùng bị rỉ sắt nặng. Chính hiện tượng này khiến chúng trở nên rất mềm. Như vậy, theo một nghĩa nào đó, thì chúng đang bị thối rữa. Tiếp xúc với nước, lớp nham thạch chứa nhiều sắt này đã làm cho loại đá này bị rỉ sắt và dễ bị vỡ vụn. Đó là một nghịch lý của đảo Hawaii khi nó được cấu tạo bởi đá bà già núi lửa, một trong những loại đá rắn nhất trong tự nhiên nhưng vẫn không thoát khỏi bất hạnh. Đây là một loại đá mà ban đầu là những tảng nham thạch đông đặc và rất nóng. Bạn rất khó có thể làm vỡ nó bằng búa. Nhưng giờ chúng ta có thể bóc từng mảng nhỏ bằng tay. Kết hợp loại đá dễ bị xói mòn này với lượng mưa cao nhất trên thế giới và kết quả sẽ là mức giới của các mảng kiến tạo lớn đã tạo nên trái đất. Học thuyết về điểm nóng của Wilson đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về trái đất, nhưng đồng thời cũng gây ra những tranh cãi cho tới tận bây giờ. Điểm nóng đã được hình thành ra sao? Kể từ khi các nhà khoa học hiểu rằng núi lửa ở Hawaii được tạo nên bởi các điểm nóng, câu hỏi được đặt ra là điều gì đã tạo nên điểm nóng, cơ chế của điểm nóng ra sao? Trên sườn dốc của ngọn Mauna Kea, trên hòn đảo lớn, Mike Poland đã tìm ra manh mối. Thứ chúng ta đang thấy ở đây được gọi là đá loang. Nó là một viên đá lạ bị mắc kẹt trong dòng dung nham. Nguồn gốc của viên đá này khiến người ta phải giật mình. Phần xanh hơn bạn thấy ở đây, người ta gọi là một loại khoáng chất có tên là Ovin. Nó cho ta thấy mảnh quặng này đến từ nơi rất sâu trong lòng trái đất. Olivine thường được tìm thấy ở bên dưới bề mặt trái đất hàng trăm km. Sự hiện diện của nó là bằng chứng rõ ràng để khẳng định rằng điểm nóng đã được tạo ra bởi một hiện tượng gì đó ở dưới lòng trái đất. Và đến những năm 1970, các nhà khoa học Mỹ cuối cùng cũng tiến tới gần một học thuyết có tính đột phá. Họ đặt ra giả thuyết rằng dưới điểm nóng tồn tại một chùm đá nóng nổi lên từ bên trong lớp vỏ trái đất. Cách bề mặt khoảng 300 đến 500 km, nó bắt đầu trải rộng ra và tạo thành một mái vòm lớn. Đỉnh của nó chính là điểm nóng. Các nhà khoa học đã gọi hiện tượng này là lớp đùn lên dạng chùm. Không ai biết được độ sâu thực sự là bao nhiêu, nhưng nhiều nhà khoa học đã đi tới kết luận nó nằm rất gần lõi của trái đất.
Rất có thể là nguồn nhiệt này ở rất gần với ranh giới của lõi trái đất. Và theo tôi, Frank King đã giải thích rất hay. Ông đã xem xét kích thước của quần đảo Hawaii. Đó là một đặc điểm vô cùng đặc trưng, đã tồn tại hàng chục triệu năm. Đối với tôi, đó không phải là điều có thể giải thích bởi một hiện tượng nào đó ngay gần lớp bề mặt. Tôi nghĩ phải có cái gì đó nằm khá sâu trong lòng trái đất. Bỗng nhiên, các chuyên gia nhận ra rằng nguồn nhiệt này chính là câu trả lời cho hàng trăm bí ẩn địa chất mà từ lâu đã thách thức khoa học. Ví dụ như sự tồn tại của núi lửa tại Iceland, đảo Galapagos và siêu núi lửa khổng lồ Yellowstone. Những nghiên cứu tại quần đảo Hawaii không chỉ giúp con người hiểu về sự hình thành của chuỗi đảo này, mà còn của cả hành tinh.